Ngày hôm nay huấn luyện viên Park Seo đã sử dụng Tiến Linh trong vai trò tiền đạo cắm. Và theo quan điểm của chúng tôi thì đây là sự lựa chọn chính xác. Trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam, đội bóng của huấn luyện viên Bert van Marwijk sẽ chơi với đội hình gồm có số 17 thủ môn Khalid Ensa. Hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và UAE đã bắt đầu. Cầu thủ áo trắng đã mở đầu trận đấu bằng một đường bóng dài dẫn trước bằng bàn thắng của Songkrasin. Chanathip Songkrasin, người đang chơi bóng ở Nhật Bản, đã lập công giúp cho đội tuyển Thái Lan duy trì được lợi thế. Pha xử lý của Duraman, tình huống xử lý vì quá chân của số 10 đội bạn Tuấn Anh cho khe rất đẹp, không kịp. Đó là một đường chuyền chưa đủ lực. Người đã dâng cao bên phía cánh phải là Trọng Hoàng. Và đây là lúc mà chúng ta có nhiều sự tự tin. Đường chuyền là của Quang Hải. Abdurrahman. Pha bóng rất đẹp mắt, xuất phát từ đường chuyền của về cánh trái Yusuf Zabe. Đồng đội quay ngờ tuyến trên đó là Ahmed Khalil đã đỡ ngực và móc bóng rất tài tử với sự có mặt của nhiều tên tuổi bóng đá thế giới. Pha vào người của Quang Hải, phạm lỗi và sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối mặt với các cầu thủ cao lớn ở đấu trường quốc tế. Lối chơi của Hải là hiện đại, đơn giản. Pha giải nguy của Abdurrahman. Abdurrahman hết sức nguy hiểm. Rất may là đã có tình huống việt vị. Đường chuyền của Quang Hải. Không có lỗi. Vẫn toàn. Đường chuyền là tập tắt. Thứ hai. Không được. Trên hàng công như là Hà Minh Tuấn, Công Phượng, Anh Đức và Hoàng Đức. Nếu trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan hòa thì đó là kết quả tốt. Sóng người áo đỏ có thể nói là cuồn cuộn. Thực sự là một sự tiếp lửa. Cú sút. Và dứt điểm không lợi hại. Văn Lâm đã đấm bóng. Đường chuyền của Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Hoàng ơi! Trắng ngược! Đập đạn tiếp! Trọng Hoàng đi qua lão tướng 34 tuổi, Yusuf Zabe. Những vị trí hậu vệ biên của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn là những vị trí không được đánh giá cao. Và cho đến lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang cố gắng khoét vào những vị trí đó. Đường chuyền là của Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Cơ hội. Tiến Linh. Tiến Linh. Phạm Linh. Có thể có thẻ đỏ. Một tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà có thể dẫn đến bàn thắng. Thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ là chính xác bởi vì đó là một pha bóng Tiến Linh hoàn toàn có thể ghi bàn. Rất dày dặn. Nhưng cầu thủ của đội tuyển UAE cũng có thể sẽ có những vấn đề về mặt tốc độ. Nhưng với pha quay chậm vừa rồi thì... Và cũng xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng Sơn My Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Wow! Tiến Linh! Bàn thắng Tây Đông Hồ 1-0 cho Việt Nam. Đúng là không thể lường trước những tình huống ghi bàn dưới thời Van Sơ. Một cú sút xa đầy bất ngờ và táo bạo. Một pha xử lý có thể nói là rất khó tin. Tất cả đều có thể thăng hoa trong bầu không khí đặc biệt như thế này. Bàn thắng thứ hai của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022 cũng là một cú đá bằng chân phải, nhưng cự ly thì rất xa, khoảng cách có thể nói là lớn.
Và rõ ràng đó là một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm. Nhưng thực sự khi xem lại, chúng ta có thể thấu hiểu được tính hợp lý của nó. Cú đá quá xuất sắc. Hai mùa giải ở đây, Tiến Linh đã trở thành một tay săn màn lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ anh cũng chưa đá được quả bóng nào đẹp như này, ấn tượng bất ngờ thế này từ xa. Chúng ta biết đến Tiến Linh ở khả năng không chiến. Đường chuyền của Tuấn Anh cho Đoàn Văn Hậu. Pha phải báo vào Văn Hậu. Tình huống vượt rất hay. Chúng ta đã đưa được bóng xuống nách vào phòng của đội bạn. Abdurrahman. Rất nguy hiểm. Một tình huống xuất phát từ việc đứng vị trí không chuẩn của Đoàn Văn Hậu. Duy Mạnh. Đây là Trọng Hoàng. Đường chuyền ở tầm thấp. Văn Toàn. Lần này thì Văn Toàn lại xuống chậm hơn một chút so với đường chuyền của đồng đội. Một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Vượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào. Để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. An Samsi phối hợp với Duraman. An Samsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe. Anh quyết định dốc bóng, tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Vượng quá người. Tiếp tục đột phá. Lại là quá người. Vẫn còn. Không được. Rất tiếc cho cú chạm bóng cuối cùng của Công Vượng. Giải vô địch Bỉ. Và khoảnh khắc vừa rồi là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta có thể gợi lại được rất nhiều những gì hay nhất của Công Vượng. Đáng. Đúng là anh chàng số 10 của UAE rất giống với David Luiz. Bắt tốc độ. Công Vượng. Hùng dũng đang ở phía trong. Rất hay, vẫn là Công Vượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Vượng. Vẫn còn không bị vị. Cú sút. Quả đóng lên. Đúng là những pha đi bóng như vừa rồi của Công Vượng không thể không khiến chúng ta nhớ lại pha độc diễn của anh để ghi bàn vào lưới U19 Australia. Lại là Công Vượng. Pha bật tường là của Đoàn Văn Hậu. Đúng là vẫn bị thiếu những cảm giác ở thời điểm quyết định anh Tùng ạ. Đường chuyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Công Vượng. Không được. Công Vượng. Pha phối hợp. Hoàng Đức đang ở giữa. Sút bóng. Không vào. Suýt nữa tỷ số được đưa lên 2-0. Công Vượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ không thể có sự có mặt của Mahut. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Vượng. Vẫn còn. Cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Vượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá. Tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu, và nhãn hàng Sơn Mai Color đã tài trợ phát sóng chương trình này. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi. Các học trò của Văn Phong Bích dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Đoàn Văn Hậu. Thời gian của trận đấu đã hết. Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội. Các cầu thủ đã chứng tỏ được
sự quả cảm trong lối chơi, một tập thể hết sức đoàn kết và khiến chúng ta rất đối tự hào với chiến thắng 1-0 hôm nay. Đội tuyển Việt Nam được nhận hàng loạt giải thưởng, tập đoàn City Group sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng với chiến thắng 1-0 này.